Em xin chào cô chú anh chị đang xem live của em nha cô chú anh chị ơi. Hiện tại em đang có những cái chiếc đồng hồ và những cái mắt kính của chú anh chị, mắt kính và đồng hồ quốc gia ha. Hôm nay em sẽ lên chương trình gồm là tầm 20 đến 25, có thể là 30 mã cho cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình ưng mẫu mã nào mình có thể gọi giùm em những cái số hotline nha cô chú anh chị ơi. Đây, đầu like thì em sẽ lên những cái kính đi. Kính này có thể gấp được lại nha cô chú anh chị ha. Cái này là dạng leo vì của chú anh chị, leo vì ha. Cái này là nó có túi nha cô chú anh chị ơi, nó có một cái túi riêng cho cái dòng kính này ha, gấp lại được nè cô chú anh chị. Khá là đẹp nha, khá là bắt mắt luôn đúng không cô chú anh chị ơi. Đây, em sẽ lên từng chi tiết cho cô chú anh chị mình xem ha. Cái này khi mà cô chú anh chị mình xài thì mình cứ việc mở ra thôi, nó có những cái găng mở rất là đẹp luôn. Rồi, ai chốt kính lên giùm em mã số 1 nha, kính mã 1 luôn nè cô chú anh chị. Đem cho từng máy coi, em đang like hai máy nha cô chú anh chị ơi. Đây, rất là đẹp nha. Kính này 250 thôi Ngân ơi. Kính gấp nè, leo vì 350. Đây cô chú anh chị ơi, cái kính này lên giùm em luôn cô chú anh chị, 350 mã 1 nè. Rồi em lên tiếp mã tiếp theo cô chú anh chị. Con này là mã 2 nha. Con này là dòng bon chề. Con này thì chỉ có 200 ngàn thôi chú anh chị. Ai chốt con này lên giùm em mã 2. Nói chung cái này là mình đi ra đường chống bụi, chống tiêu vơi, chống chói, chống nắng này kia nè cô chú anh chị nha. Ban đêm cho những cái con bồ hông, côn trùng rồi nó sẽ lợi gần đó cô chú anh chị, thì mình mua con này cũng ok nha cô chú anh chị ơi. Rồi ai chốt lên giùm em luôn cô chú anh chị nha. Rồi kính mã 2 nè, mã 2 là 200. Mã 2 200 nha cô chú anh chị ơi. Còn con này là kính mã 3. Con này là dòng Lacoste cô chú anh chị, dòng Lacoste giùm em nha. Ồ con này cũng đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Con này thì bên em đang bán với giá là nhiêu à? Quên rồi. Lacoste nhiêu? 200 à? Rồi. Kính này là Lacoste 200k chú anh chị, lên giùm em mã số 3 của chú anh chị nha, mã 3 kính Lacoste nha. Tại vì em like hôm nay em chỉ up video thôi, nhưng em sẽ không có like trực tiếp, nên là cô chú anh chị nào có chốt á mình gọi giùm em, còn mã nào em chốt mã nấy nha. Mã 3 giùm em dòng Lacoste của chú anh chị, Lacoste kính giá xấu nha, 200.000 một cái nha, mã 3. Con này tiếp theo là mã số 4 của chú anh chị ơi. Mã số 4 con này cũng khá là đẹp luôn. Đây, mã 4 giùm em. Con này là dòng chống UV 400 nha cô chú anh chị ơi. Kính là gọng, cái gọng của nó là một cái gọng kim loại của chú anh chị, xài rất là tốt luôn cô chú anh chị nha. Rồi ai chốt lên giùm em mã số số 4 của chú anh chị, mã 4 giá cũng là 200k của chú anh chị, mã 4 200. Tiếp theo là một cái dòng buông của chú anh chị nha. Dòng kính này cũng khá là xịn sò luôn mọi người. Con này là kim cương nha cô chú anh chị ơi. Nhìn xài rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị, sang xịn nha. Rồi con này cũng 200 lên nhiều em, mã số 5 200 nha cô chú anh chị. Mã 5 200 nói chung là tùy theo gương mặt của chú anh chị lựa chọn những cái kính sang trọng cho mình ha. Đi ra đường là thứ nhất là vừa sành điệu, cái hai là sang trọng, cái thứ ba nữa là bảo vệ đôi mắt cho mình nữa cô chú anh chị nha. Ai chốt lên nhiều em mã số số 5 của chú anh chị, 200. Tiếp theo em có một con Gucci này nam nữ, em cảm giác là nam nữ đeo được luôn cô chú anh chị nha. Ra đường chống bụi, chống tiêu vê, chống ánh nắng, mình chạy xe, lái xe cũng rất là dễ dàng của chú anh chị nha. Đây, 200k một con của chú anh chị. Con này là dòng kính phim á, chống chói của chú anh chị. Cái này lên giùm em luôn của chú anh chị nha. Mã số 6 nè, mã 6 giùm em. Mã 6 200 nha. Rồi con tiếp theo là một con cá sấu của chú anh chị. Kính gấp này là kính gấp của con cá sấu. Cá sấu dòng này là dòng Burberry của chú anh chị nha, dòng Burberry. Nó được chán một cái lớp mà lớp vàng rất là đẹp luôn của chú anh chị. Những cái con kính gấp như thế này là tầm 300 ngưỡng, nó sẽ có những cái thương hiệu riêng, cái thứ hai nó sẽ có hộp và những cái tem mẫu mã giấy của nó riêng ha của chú anh chị nha. Rồi kính này của chú anh chị ơi, ai chốt lên nhiều em mã số số 7 của chú anh chị, mã 7 lên nhiều em 350 nha. Mã 7 350 giùm em. Ai chốt được cái gì mình gọi giùm em ha. Rồi tiếp theo em lên đây một cái con mã số, một con này xịn sò quá mọi người. Đây con này tiếp theo cũng là 350 ngàn của chú anh chị nha. 350 của chú anh chị mà chốt kính là kính gọng vàng nha của chú anh chị, viền cũng khá là đẹp bắt mắt luôn mọi người. Rồi con này lên giùm em tiếp theo mã số 8 của chú anh chị, mã 8 giá cũng là
350 của chú anh chị nha. Còn cái kính tráng gương này nè của chú anh chị, cái kính tráng gương mà kính nó là rộng, mà con này là một con V-Sat, con này kính xịn nha, xịn sò cho cô chú anh chị luôn. Con này giá là 400k của chú anh chị, có hộp đồ riêng tư của nó nha cô chú anh chị. Và ai chốt con này lên giùm em nha cô chú anh chị ơi, lên giùm em mã số luôn cô chú anh chị ơi. Mã số của nó là số 9 nha cô chú anh chị, số 9 giá có 400k mã 9 nè. Còn ai muốn thư sinh thì mình mua dòng bon chè kính mặt vuông nha cô chú anh chị nha. Thư sinh gọn gọn dễ thương cô chú anh chị ơi, đeo lên là tóc lên một cái vẻ rất là đẹp luôn của chú anh chị nha. Hơi bị xịn sò luôn nè mọi người. Rồi ai chốt cái kính này lên giùm em luôn của chú anh chị ơi. Mã số lên giùm em, mã số luôn của chú anh chị nha. Mã số 10, mã số 10 của chú anh chị 200.000 một cái nha mọi người. Còn đây là mã 11 nè. Con này Lacoste nha của chú anh chị. Lacoste. Cái gọng này là cũng vuông nha cô chú anh chị nha. Rồi ai chốt con Lacoste này lên giùm em mã 11, giá là 200.000 một cái nha cô chú anh chị ơi, đẹp quá mọi người. Rồi, tiếp theo bên đây em có bán một số các mặt đồng hồ dây ha cô chú anh chị ơi. Các mặt đồng hồ này cũng khá là dễ thương luôn. Đây, hiện tại em đang có một con Orange cô chú anh chị, Orange nha. Cái dòng này là cái dòng pin. Đây, em đang like hai máy nên là sẽ bóc từng máy vô chú anh chị coi. Dòng SK Orange dùm em, con này đang sale vô chú anh chị còn là 750.000. Ai chốt 750 lên dùm em 750 luôn của chú anh chị. 750 giá là đang hiện tại 800 nhưng sale vô chú anh chị còn 750. Size mặt 40 nha chú anh chị ơi, size mặt 40 dùm em. Ai chốt lên tiếp theo nói tiếp dùm em là mã số 13. 13 dùm em là 750 nè. Rồi con này, con này mặt vuông nha của chú anh chị ơi. Ồ, xịn sò chưa? Orange nha, Orange con này giống cái mấy con cổ được chặt gốc giữa cô chú anh chị, bao máy nhật cho cô chú anh chị luôn. Ok chưa? Rồi ai chốt con này lên giùm em mã 14 của chú anh chị. 14 có giá là bao nhiêu mọi người? Có giá chỉ là 1,2 triệu thôi cô chú anh chị nha. Mã 14 1,2 triệu nè. 14 1,2 triệu giùm em. Rồi tiếp theo mọi người, nếu mà mọi người mua đồng hồ bên em thì cô chú anh chị có thể là gọi giùm em ha. Rồi con này là con Seiko, con Seiko này cũng khá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đây, con Seiko cơ tự động nha cô chú anh chị. Mấy con hai cái con hồi nãy, con này cũng là cơ nữa nè cô chú anh chị. Rồi con này cũng là một con tự động nữa nha cô chú anh chị ơi, lên tay nè. Đây. Và ai chốt lên giùm em Seiko này bán cho cô chú anh chị 1,1 triệu thôi, size mặt là 38 nha cô chú anh chị ơi. Size mặt 38, mã số 16 giùm em. Rồi, em còn một con như thế này nữa nè cô chú anh chị. Con này là một con của nữ nha. Con này V-Sat của chú anh chị, V-Sat của nữ, em đang like hai máy nên em giơ cho từng máy xem nha. V-Sat giùm em. Này. Rồi con này ai chốt lên giùm em luôn cô chú anh chị ơi. Con này hình như là 500 á, 500k của chú anh chị, ai chốt 500 lên giùm em 500 một con V-Sat, size mặt là 38 ha. Em có mấy con của nữ nè. Mấy con này chạy pin nha. Pin cũng khá là đẹp luôn nha mọi người ơi. Đây. Rồi, con này ai chốt lên giùm em còn chạy hoạt động bình thường nha cô chú anh chị ơi, xài rất là bền luôn cô chú anh chị. Rồi con này ai chốt lên giùm em luôn cô chú anh chị, mã số 17 cô chú anh chị, 17 giá là 250.000 cô chú anh chị nha. Đính hạt vàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đúng không? Rồi, tiếp theo lên giùm em. Con này tiếp theo nè cô chú anh chị. Đây một con mặt mặt vuông nha. Con này là dòng của thằng Hulot của chú anh chị, Hulot nha. Rồi con này đang bán giá 300, sale còn 250 cho cô chú anh chị xài nha. Rồi, phía sau là lưng nè cô chú anh chị. Con này dây da, kiểu như dây da vậy cô chú anh chị xài cũng rất là bền, rất là ok nha mọi người. Size mặt tầm là 43, size mặt 25 chứ, size mặt 25 giùm em nha. Của nữ nha cô chú anh chị nha. Rồi ai chốt lên giùm em mã số 18 của chú anh chị, 18 giá chỉ có là 250.000 thôi, mã 18 giùm em. 18 nè. Rồi em có những cái con đồng hồ của nữ nữa nè. Con này mã 19 nha. Con này là dòng pin nha cô chú anh chị, xài chạy ngon lành cành đào luôn mọi người. Rồi con này cũng là 250. Mã số 19 giùm em 250 nha mọi người, 250 mã 19 nè. Có còn con này nữa nè mọi người.
Con này nam nữ đều cảm giác là mang được, nhưng mà nó thiên về nữ nhiều hơn nha mọi người. Rồi con này size mặt cũng là tầm là 30 nha cô chú anh chị ơi, size mặt 30 giùm em. Rồi con này tay ai tròn tròn tí mang dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Rồi ai chốt con này lên giùm em mã 20 cô chú anh chị, giá là 250 nha. Em còn con cơ omega nha. Con cơ omega này bên em đang bán với giá là omega một con cơ nha, rất là nhạy luôn cô chú anh chị. Và ai chốt con này lên giùm em 750 nha, mã 21 của chú anh chị. 21 750 nè. Và hiện tại trên mặt bàn bên em còn có những cái bóp, cái ví da nha. Giá thì chỉ có dao động tầm 200.000 thôi. Mấy in USA đựng được tất cả các giấy tờ đều ngon lành cành đào nha cô chú anh chị ơi. V-Start của USA giùm em luôn. Con này là 200.000, ai chốt lên giùm em mã 22200 nha. Cô chú anh chị có chốt hàng gọi giùm em một số like hộ em luôn nha mọi người ơi. Còn con này cũng là một cái màu V-Sat, nhưng một cái màu nâu chứ anh chị, chốt lên nhà em mã 23, giá là 200. Rồi con này màu đen, con này là ông thần tài nè cô chú anh chị, giống như ông địa dễ xài rất là ngon nha. Nên của USA giùm em phá kéo xài rất là im luôn nha mọi người. Rồi ai chốt lên giùm em mã tiếp theo là 24 nè, 24 nha, giá là 200.000 một cái nha mọi người. Rồi con này con leo vì, leo vì mã 25 dùm em, giá cũng là 200. Nhà em có rất là nhiều mặt hàng bóp phí túi sách nha cô chú anh chị, có ai chốt nhớ gọi dùm em nha. Rồi em xin chào cô chú anh chị, mình có chốt hàng gọi dùm em số like 0773739982 nha mọi người.